Con tên là gì? Dạ con tên là Hồ Văn Cường. Con năm nay mấy tuổi rồi? Dạ 13. Ồ 13 tuổi rồi. Nhìn bé chút xíu ha. Có run không? Dạ run. Mình đúng ngồi đó. Chờ ngoài lâu không? Dạ lâu. Con hơi đói không? Dạ không. Không đói lắm à? Con đến từ đâu? Con đến từ Gò Công. Hơi bị áp lực một chút xíu. Hả? Con đến lớn lên chưa con nghe? Con đến từ Gò Công. Gò Công. Gò Công. Thế con đến đây một mình à? Hay là có đi với ai không? Dạ con đi với mẹ. Đi với mẹ. Con đi bên cô thấy là trong đây cô ghi là con rất là hâm mộ thần tượng cô Phi Nhung. Đúng không? Tức là con rất là thích hát nhạc dân ca đúng không? Dân ca trữ tình đúng không con? Ở nhà mình có ai biết hát không? Dạ không. Chỉ là con thích hát thôi đúng không? Cô rất là muốn nghe con hát ngay bây giờ, con sẵn sàng chưa? Ok, mình bắt đầu hát nhá. Thì bây giờ có hát bài gì? Dạ, Lý Đất Dòng. Lý Đất Dòng. Rồi. Lý Đất Dòng, ok. Cô mời con. Trên đấng dòng mình trồng khoai lang, trên đấng dòng mình trồng dưa gang. Sớm mai em gánh nướng bên đàn, khéo tay mà chăm bón cho mầm đậu lên. Tan tình tan tinh tình tan, tan tình tan tinh tình tan. Trên đất dòng. Không sao. Giọng nói con với giọng hát con không liên quan gì. Không liên quan đến nhau hết á. Cô muốn nghe con hát thêm đi. Không là cô con nói một lúc nữa là cô Tiên cô nói thêm đấy. Con hát thêm đi ha. Tại vì ai cũng muốn nghe con hát hết. Rồi mời con hát thêm đi. Có chuẩn bị bài khác không? Có. Rồi. Ok. Đã bao năm rồi, ba năm đứng trong con. Sớm hôm sau hè, hàng cao ủa theo niềm đau. Chầm chờn xa xa nghe đồn con về đầu làng. Lòng mừng rưng rưng mắng cười theo giọt lệ rơi. Rồi. Wow. Cô thấy là trong đây có ghi là con có đi hát đám cưới. Tại sao con mới còn nhỏ xíu mà con đi hát đám cưới rồi? Dạ, người ta kêu. Nhà con ước mơ của con lớn lên là con làm cái gì? Thôi. Con xin lỗi. Con xin lỗi nha. Sao? Con đi hát đám cưới khi con học lớp 6. Cô và anh chị lớp 9 đây đã giúp đỡ con và tìm chỗ hát cho con. Mỗi khi con hát, con được khách tặng 200-300 nghìn. Thì số tiền đó con đem về đưa cho cha mẹ nó tiền học phí cho con. Ba mẹ con đi làm mướn, cha con đi làm hồ, còn mẹ con đi nhổ củ cải. Cha mẹ là người con yêu thương nhất, đặc biệt là mẹ. Lần trước con đi thi chương trình thành phần âm nhạc nhí, mẹ đã chiều con và mẹ đã vay tiền cho con được dự thi. Thấy Cường mê ra quá nên thấy con nhảy cũng ráng hơn tiền, cũng ráng đi mượn tiền. Đi mượn 500, hứa chỉ nói là để đi mần rồi có tiền ít ngày có tiền gửi cho chị, chị cũng chịu. Con rất là thích hát, mỗi khi rảnh con thường hay hát. Và con có một quyển sổ nhỏ để ghi chép lại những bài hát mà con yêu thích nhất. Nó như là một báu vật của con mà con không thể bỏ được. Ước mơ của con lớn lên muốn trở thành một ca sĩ. Nhưng trước hết con không có điều kiện để học hết cấp 3. Bởi vì con rất muốn đi học. Trong gia đình không đủ khả năng, nó cũng ham hát mà vậy, nó để nó đi thi mà nói mẹ không có khả năng mẹ lo cho con, cứ bất lực. Con
còn hát được cải lương không? Con hát thêm bài nữa rồi. Con hát cải lương cho con nghe. Hát được bài nữa nhá. Nhá. Nha. Nhá. Rồi nào. Rồi hát, ok hát, rồi cô đứng đây cô nghe con hát cải lương luôn nha. Nào 2 3. Thương nhau cáo buộc làm đôi mình. Một lá trầu xanh thắm nở duyên. Cứ mỗi chiều về tan bụi chợ, em còn hoài vọng bóng người thương. Cô cho con được không? Đây là cái vé vàng dành cho thí sinh yêu thích nhất của cô Tiên. Cô rất là cảm ơn con đã tới đây. Từ đầu tới giờ là có mình con là đem lại nhiều cảm xúc cho cả ba cô chú. Cô hy vọng là con về nhà chắc là mình không có cần trao lượng gì nhiều, bởi vì giọng con quá hay rồi, nó quá ngọt ngào. Cô hy vọng là sẽ vòng trong sẽ được thấy con nhiều nhiều hơn nữa, để tất cả khán giả đều được nghe cái giọng hát quá tuyệt vời của con nha. Thật ra thì cô muốn chia sẻ một chút cảm xúc của cô là thật sự đối với những người mà có được đi học hát á, hay là những người mà được đi hát rất là lâu rồi và người lớn như cô, hát cũng không bao giờ được tình cảm như con hết á, không bao giờ được cảm xúc như con hết. Cô dành rất nhiều tình cảm không? Không, không, con lên đây. Rồi đi đi. Chú ơi, dắt có quà cho con. Cô muốn con là rất là đặc biệt là con vừa được cái thẻ vàng có chữ ký mà con còn vừa được rồi, có quà. Rồi, đúng rồi. Quà cho con. Con muốn có bông. Con có bông hả? Ok. Rồi mình sẽ gặp nhau ở vòng trong nha. Cũng lên. Cô ôm con cái nha. Cảm ơn con. Ok. Rồi ôm cô Hương cái nè. Bye con nhé. Ơi, miền Tây vùng đất phù sa, quanh năm sự
Tuần trước con đi qua bên đây biểu diễn, đi qua bên kia biểu diễn, nhưng thật chất là con rất là run. Tuần này con hát bài Còn Thương Đau Đớn Một Sao Hè. Khi con hát bài đó, con thấy là cảnh đốt đồng, cảnh quê nhà. Con cảm thấy rất là nhớ quê, vì con đã xa nhà mấy tuần rồi. Con cả. Tuần này con sẽ quyết tâm hát thật hay và tình cảm, giống như hình ảnh Hồ Văn Cường như mọi người đã thấy. Cường có là con phải hít làm sao đầy cái bụng, và con mỏi trước có một cái câu con cần phải lấy hơi thật là sâu. Thì chính Cường cũng nói là cô chú cứ chê con nhiều đi để con biết con sửa, thì đó là một cái tinh thần cầu tiến rất là đáng khen ngợi. Bà hát lần này con sẽ cố gắng hát thật tình cảm và truyền đạt hết ý tưởng của ba cô chú giám khảo cho con. Thank you.
lại éo vậy. Cha ơi sao cha chưa về nhà trên bên dưới dân tâm, đời dối trong mỗi một ngoài kia mưa dầm, cha còn dầm mưa tàn cơn mưa dầm, mẹ gần về chưa. Hãy subscribe.